thì cả năm không chào cờ cuối năm tổng kết kiểu. Rồi các bạn nam tranh thủ xếp ghế đi. Bọn em tới đây cô ơi. Wow, chào cờ cũng đông vui quá ha. Trời ơi, tôi tưởng chừng mình không có chào cờ luôn các bạn. Để mở đầu cho buổi tổng kết thì sau đây tiếng là tiết mục của bạn Long đến từ lớp 12A1 với bài hát Nụ cười 18-20. Ta đã cười thật tươi. Ê, anh Long crush bà kia. Ủa đâu rồi? Chồng ơi, em yêu chưa? Trời ơi, đi dễ. Tiếp theo chính là phần trao thưởng cho những em có thành tích nổi bật trong năm. Trời ơi, mới có tên tôi không ha? Mời em Trần Văn Huy lớp 11B1 và Nguyễn Thị Lan 11B2. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn cô. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn cô. Ủa sao có tên tôi vậy? Rồi mày mấy chấm? Học sinh giỏi 8 chấm tròn lần á. Trời ơi, nổi bật ghê trời. Đã tới giờ đề nghị các thầy cô và các em đứng lên chuẩn bị làm lễ chào cơ. Nghiêm. Chào cơ. Chào. Cúc bề mà chào cờ dưa tay. Đây là lớp tôi khi đầu năm. Ơ kìa, support đâu? Từ từ, tao cũng đang bị bắt đây nè. Đánh support cái kiểu gì tao để đây bị bắt? Đánh thế cũng đánh. Ờ ok, bạn là nhất nhất bạn rồi đó. Ừ chứ không lẽ mày. Ê, mày nhìn nó kìa, chướng mắt thật sự. Ừ, thế mày dám tranh Huy lớp trên với chị. Tuổi sánh vai. Và đây là lớp tôi khi cuối năm. Mình cùng nhau đóng băng. Ủa gì đó? Xa nhau tôi sẽ nhớ bà lắm mi. Tôi cũng vậy. Sau này mày cần gì á, nhớ lời anh em nha. Ok bro, các cậu hứa đi học lớp mỗi năm nha. Ừ, tôi hứa. Ừ, để tôi trông mắt lên coi được đứa nào đi học lớp. Học sinh ngồi chào cờ tổng kết cuối năm kiểu. Trời ơi trời, gì mà nắng như trời. Lẹ lẹ cho bạn về trường ơi. Lễ tất, mời quý thầy cô và các em ngồi. Ê, Kim Son kìa. Sau đây chính là bài phát biểu của Hiếu trưởng. Năm nào nghe trời. Tiếp theo chính là bài phát biểu tri ân thầy cô của bạn Lan đến từ lớp. Ê bạn, này bạn thấy con kim chó nhảy không? Trời ơi, nhảy vậy mà cũng được nhảy tổng kết. Mấy cái đứa này sao bài phát biểu thì không nghe nhở? Để xem nào. Ê bạn biết sao không? Quẩy là chị em á. Ê tí vậy đi trà sữa đi. Ờ, nằm hết giờ mày. Lỡ đàn em ơi.